con chủ ăn cho bố nhờ, để chủ rồi. Đây, có đây, không? Ông ăn. Có đây ông ăn. Cứ mềm mềm ấy. Cứ dần dần. Để nói bố. Chuyện là... Ui dưỡng. Cửa gió này thì cứ ăn thịt chó miết thôi chứ. Luộc rồi xong thì được một người thịt chó. Tiếng thề nữa. Hôm nay mẹ mà đến chiều làm ngay chiều cho ông đi được. Không, lúc nãy đây mấy chú Bằng bảo là đi tí thì anh em về là bắt đầu gọi điện cho Tèo bảo là làm luôn. Không là con này múc. Còn mấy ký anh? Con này hơn 8 ký đấy. Chưa được 20 phút quay này, vàng thọng này. Da giòn như bánh tráng này. Cho gần vào giống như tạ nhỉ. Tăng lên trong cái da nó tăng lên tính nhỉ. Giỏi lắm, da lúc này chọc được giỏi. Giỏi lắm rồi. Chú, chú Bằng lấy kim châm châm vài phát này châm. Châm châm có căng nhỉ. Mọi ngày nó châm keo rồi, tăng lên. Con này nó châm châm khu vai này. Con này chắc chú có dùng dùng kem nhiều. Châm này hôm nay thì cũng lộn đi. Mọc mỏi đéo. Cô đít, cô đít, cô mông, cô mông. Đặt cái than này như cái màu chín chả rồi từ giỏi không dính, không nhậu cái gì ngon bằng chó được. Nói chung một cái ngon hơn một kiểu nhỉ. Nhờ cái gì mà cái này này gì chắc được rồi đấy chứ, được đấy nhỉ, con gánh ra thôi, vàng quá, ươm, rồi chặt ra được rồi đấy, ngồi ngồi nhá, ngồi bàn nhá, ui bên này ngồi chiếu, ngồi chiếu em cũng hơi em thì không thích lắm, quanh chân xuống. Nhưng mà văn hóa văn hóa lịch sự là đúng, cứ phải bàn sạch sẽ. Rồi bỏ ra cho anh tính nhé, nước nó không chảy nữa mà. Trong giữ được nóng lắm, bao tay. Mới cho ra mà còn nóng lắm. Đây. Đây đi, thôi đi. Mạnh. Xem có nước trong để lấy cái. Ôi sao còn đỏ ta. Tập cái đỏ coi tiếp. Con đỏ thì bỏ lên hơi tí nữa. Cắt cái mông được chín một phần. Có bà thớt kia. Thế rồi. Còn hơi đỏ đỏ đấy. Bỏ lên hơi tí nữa chứ.
Mình đọc cái ấy này này. Cái thằng này này. Nó này bảo mình này phải di dời này còn khổ hơn nhỉ. Nói nhảy gãi này. Đúng ra là dưới địa nó có ở đâu là phải ở đấy. Nhưng mà càng ở trong thì mình càng thấy lật nhiều hơn. Này bom nguyên tử đấy. Cục cục này. Mới đi, đặt cái bình ốc rồi. Ôi. Anh đây đi rồi, bom lật đây. Hôm nay là mang cứu đầu đao ra chặt chặt chốt vậy đúng không? Chặt chanh ấy. Chắc được rồi chú ạ, à? Được rồi đấy. Đấy. Rồi là để đậu phụng phải cả hạt thế này nó mới ngon. Rồi nhạt lắm. Hả? Rồi nhạt. Liệu cho một cửa no nhé, phải chấm nhá anh. Có mắm à? Chấm mặn cũng có. Có mắm, có mắm, có mắm. Ồ, ông đi đâu nhỉ? Hay nay đi sang chủ sơn rồi. Rồi đó rồi. Lúc mình bảo rồi. Ngọt quá rồi. Có mắm à? Cắt nhuyễn cho mắm cho một cửa no. Thắng là chú bè cắt tiết là không cho cho muối. Không hẳn. Cái nước chó không là nước nằm mặt. Em. Không đang nóng rồi ngon à. Tí nữa anh em mình. Có còn tươi quay đâu đấy đâu. Còn một tay để cho mít thôi này. Ừ. Đúng rồi. Tí nữa thì cho ông về ngoài. Lấy cái đựng bát đây, lấy cái đựng giống này đi. Đấy, cái chén đây. Chén này thì nó chấm. Thôi được, có không không có tí mình chắt ra xong được. Có đây, có cái nước học hẳn luôn đây. Đâu có này, thấy có chắc. Liệu con thấy đấy. Cái tô này nhé. Cho cái tô này. Lấy cái đũa đây. Con này cũng mỡ nhỉ. Không nhá. Mỡ. Để đi cho nhét vào ta. Mỡ đâu, em bóc luôn. Đây, cái lá lá thì bắt cái đũa. Chuối chín đấy. Cái bóc cái thứ cái gắp cái trong này này. Đấy, cái đấy không cái đấy thì bỏ thôi, chủ yếu là cái lấy cái thìa đấy trong này này. Cái lá này thừa thịt. Này đâu phải cái tiếng rưỡi. Ừ. Chơi đồng tiếng này. Do mình muốn ăn quá mà. Nhanh. Đợi nhát để được. Cái nào mà đỏ thì mình bỏ ra cho vào nếp chảo đi áp lại. Có gì đâu mà sợ dữ. Thôi. Hôm nay quay con này chưa được viên mãn lắm nhỉ? Này mang long đao đi. Đỏ.
ấy thì tạm thời bỏ ra là đặt tinh sau phải không? Rồi mời anh ấy vào đây đi chứ, lấy ra đủ cắp vào đây anh bấm chứ. Ui chặt nhỏ nhỏ to đấy. Được, không cần không phải sống rồi mẹ. Được đấy, này đúng không? Cứ bỏ vào quanh này chặt đuôi rồi chứ. Chặt đuôi cho mẹ. Tỏ quá, tỏ quá. Gắp luôn. Cá chín, mặn lên nó chín. Chưa, cái này chưa tỏ. Cái này phải ngâm. Cá mua mấy cây hồng giòn chứ. Nếu còn ở đây lâu thì không nào, tiếp sau ta quay lại. Hôm nay do than thôi. Không tham rồi chứ. Không phải cái nút mới đầu này cho mình lửa to quá. Nhưng như buổi trước xem. Chưa vậy. Vội quá phải ngày mai mày phải 2 tiếng tiếng thử. Tí nữa không cái những cái sống cái sâu cái que đặt lên chín hết cái nhau. Cho chảo áp lại. Thôi sâu que này để mình đùi lên. Đặt cái đấy. Cái đường trước đã, cái đường chín đường trước đã. Ờ, móng này là ăn đư. Chưa hết đâu. Này thôi, nạt chứ đâu có mỡ gì. Chú ý là cái sườn kia đâu chú mẹ. Để tí nữa tính sao. Để tí nữa cứ để từ từ đã. Để từ từ đã, cái nào chơi. Thì mình gọi là mình ăn đến đâu, chơi đâu ăn đến đấy nhỉ. Cứ để cái tục phi đấy thôi. Để trên đi. Cái này bây giờ là cột cái dây thép vào. Dạ. Chọc không vào thôi. Mày đủ cái đấy đây để em thốt. Đấy cạo. Đấy kìa cạo. Sọc vào đây được không? Không, để tí này là cái dây thép hoặc là xiến. Mắm liền chưa kịp ngấm ra còn từng cầy. Cái riêng của con sống mà. Ừ. Ôi, thế cơm mâm kia này ăn đã ớn rồi đấy nhá. Chưa cái thùng, để cái thùng, để cái thùng đây. Hả? Cứ để cái thùng ở trong nhà này đã. Cứ hương để đây thôi, mình cứ nhậu thôi kệ nó. Để ngoài được, có cái gì ai dám để nữa mà. Sợ nó mưa ấy. Ôi, cái chiếc rồi. Cái chiếc, à cái sợi đó hả? Ừ. Hồi đóng cái sắp vào mình treo lên đây kia. Thế thôi. Ừ. Ăn dần để đến nó càng nóng. Nóng mai mưa tiếp tiếp. Cứ cho dẹt ta trong sân ra đâu bấu cho nó. Mỡ quả mỡ. Không ăn mỡ rồi. Nặng quá. Này vừa tầm ngon. Con này chẳng khác như hôm nọ ở nhà của ông bà thế gì chú Bảy này. Cửa đấy đấy. Sọc đông. Cho ra cái ấy đi chứ. Hả? Cho ra cái đấy chặt chặt cái kia đi. Vít, vít.